Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Yamaha Rai ZR 2024, một cái mẫu xe xăng lai điện tối tân ra mắt với ngoại hình khác biệt so với số đông. Hãng Yamaha mới đây ra mắt một cái mẫu xe Rai ZR 2024 hoàn toàn mới. Số chứng minh cái động cơ xăng lai điện tối tân hãng sẽ đem đến cho người dùng một cái trải nghiệm vận hành thú vị. Chưa kể cái mẫu xe này còn khiến cho không ít người xem thích thú vì số chứng minh ngoại hình khác biệt với số đông, hoàn toàn không đụng hàng khi so sánh với những cái mẫu tay ga khác. Cái chiếc Yamaha Rai ZR 2024 hiện đã chính thức đã được giới thiệu tại thị trường các nước trong khu vực Liên minh châu Âu. Số chứng minh cái trọng lượng chỉ có mức là 99kg cùng với chi cấu yên rơi dựng khoảng là 785mm, vô cùng dễ dàng làm quen và điều khiển, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị của nhóm khách hàng thanh thiếu niên vừa mới biết sử dụng xe máy. Cái chiếc Yamaha Rai ZR 2024 hoàn toàn mới, nó không giống như cái mẫu tay ga phổ thông khác trên thị trường hiện nay, vì em ấy mang cho mình thiết kế đen xen và phân chia rõ rệt giữa những cái vị trí ở phần dàn áo. Tuy nhiên lại không khiến cho người nhìn có cảm giác bị rời rạc khi cái tổng thể chiếc xe toát lên được cái nét đẹp đầy phong cách và táo bạo, hàng sẽ khiến cho giới trẻ châu Âu phát sốt trong một khoảng thời gian sắp tới. Phía tay lái của cái mẫu xe mới này, số chứng minh chi tiết bằng kính chắn gió hầm hố lấy cảm hứng từ nguyên mẫu của cái dòng là NX155 đã được phân phối thị trường Việt Nam. Cái cụm đèn lái trên chiếc xe áp dụng cái công nghệ dàn LED tiên tiến, có khả năng chiếu sáng hiệu quả và đặc biệt là tiết kiệm điện năng nhiều hơn so với bóng halogen truyền thống. Yamaha Rai ZR 2024 tận dụng màn hình LCD sắc nét dễ thông báo những cái chức năng của chiếc xe, cũng như những cái dòng xe cao cấp khác của nhà Yamaha. Cái chiếc Rai ZR 2024 nó cũng tích hợp cái chức năng là 3S Start Stop System, tự động ngắt máy khi động cơ dừng phần đèn đỏ. Theo như hãng Yamaha tiết lộ, cái chiếc Rai ZR 2024 nó đang được trang bị cho mình hệ thống thắng đĩa phía trước và thắng sau thắng đùm liên kết qua cái công là CBS. Kích cỡ bánh trước và bánh sau lần lượt như sau: 90/90/12 phía trước và phía sau là 110/90/10. Yamaha Rai ZR 2024 nó mang cho mình cái động cơ dung tích thật là 125cc FE Duro kết hợp cùng với công nghệ hỗ trợ lực điện Hybrid, giảm tiêu hao nhiên liệu và giúp chiếc xe dễ dàng tăng tốc khi vận hành ở ngưỡng tua máy thấp. Có động cơ này sẽ tạo ra cái công suất là 8 HP, đạt ở ngưỡng tua máy là 6.500 vòng trên phút, trong khi nó mô men xoắn cực đại 9.7 Nm, tại ngưỡng tua máy là 5.000 vòng trên phút. Yamaha Rai ZR 2024 đang có mức giá bán đề xuất thị trường châu Âu trên dự khoảng 1.190 euro, đó là tiền Việt nó tương đương là 31 triệu đồng, và em ấy sẽ được Yamaha châu Âu đem tới trưng bày trong cái cuộc triển lãm ESMA 2023 sắp tới. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.